mừng quý vị các bạn đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những cái tin hay nhất và hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Mỹ bắt nghi phạm vụ xả súng khiến nam hàng xóm thiệt mạng. Cảnh sát Mỹ thông báo bắt Francisco Oropesa, nghi phạm trong vụ xả súng làm 5 người chết ở bang Texas cuối tháng 4. Francisco Oropesa, 38 tuổi, bị bắt tại thành phố Cut and Shock, bang Texas, cách thành phố Leveland khoảng 27 km về phía Tây. Chúng tôi đã tạm giam người đàn ông này, Jane Kapper, cảnh sát trưởng hạng San Jacinto, nói với báo giới ngày 2 tháng 5. Nghi phạm bị bắt khi đang trốn trong tủ phía dưới một số quần áo. Oropesa bị cáo buộc xả súng khiến 5 người thiệt mạng tối 28 tháng 4 tại Leveland. Các điều tra viên lần theo dấu vết của Oropesa bằng dữ liệu sử dụng điện thoại di động của người này, xong mất dấu vào tối 29 tháng 4. Giới chức Mỹ sau đó điều hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật và trao thưởng 80.000 USD để bắt Oropesa. Jimmy Bowe, trợ lý đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tại Houston, Texas, nói họ nhận thông tin về vị trí của Oropesa qua đường dây nóng của FBI. Theo Bowe, tin báo đến lúc 17:15 và Oropesa bị bắt lúc 18:30. Chúng tôi muốn cảm ơn những người đã dũng cảm báo tin, Bowe phát biểu tại cuộc họp báo. Văn phòng cảnh sát trưởng hạng San Jacinto thêm rằng Oropesa được áp giải đến nhà giam mà không gặp sự cố nào. Nghi phạm có thể được bảo lãnh với số tiền 5 triệu USD. Theo các nhà điều tra, Oropesa ngày 28 tháng 4 ra khỏi nhà, cầm súng trường bán tự động và nổ súng ở sân trước, khiến hàng xóm phải yêu cầu nghi phạm dừng lại bởi tiếng súng khiến con họ thức giấc. Nghi phạm sau đó vào nhà, lên đạn rồi xông vào nhà hàng xóm xả súng, khiến 5 trong số 10 người ở đây thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân đều bị bắn vào đầu, trong đó có một bé gái 8 tuổi. Cảnh sát trưởng Kapper nói, họ đến từ Honduras nhưng không cùng một gia đình. Oropesa, quốc tịch Mexico, nhập tư trái phép vào Mỹ và đã bị giới chức trục xuất ít nhất 4 lần kể từ năm 2009, hiện chưa rõ trạng thái nhập cư của nghi phạm. Mỹ đã xảy ra ít nhất 184 vụ xả súng trong 4 tháng đầu năm, theo Gun Violence at GVA. Tổ chức phi lợi nhuận chuyên ghi nhận tình trạng bạo lực súng đạn Mỹ. GVA định nghĩa, xả súng là việc sự việc có trên 4 người bị bắn, không tính kẻ nổ súng. Tin tiếp theo, đại sứ Mỹ nói cánh cửa đối thoại với Trung Quốc luôn mở. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nói cánh cửa ngoại giao của Washington vẫn mở và chờ Bắc Kinh có động thái để cải thiện quan hệ. Chúng tôi cần những kênh tốt hơn, sâu sắc hơn giữa hai chính phủ và sẵn sàng đàm phán. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Bond ngày 2 tháng 5 nói với trung tâm Simpson ở Mỹ qua video từ Bắc Kinh. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta có những vấn đề bất đồng lớn. Đại sứ Bond thêm rằng Mỹ chưa bao giờ ngại đàm phán và hy vọng Trung Quốc sẽ thỏa hiệp. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của ông Bond. Ông Bond bình luận trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng liên quan nhiều vấn đề như thương mại, Đài Loan, quốc phòng, nhân quyền, chính trị và tầm nhìn khác nhau về hệ thống toàn cầu. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất có thể sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Căng thẳng leo thang đáng kể hồi tháng 8 năm 2022 khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Trung Quốc đáp trả bằng đợt tập trận bắn đạn thật dài ngày quanh Đài Loan, tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mỹ ở nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, nỗ lực chống ma túy, đàm phán quân sự. Quan hệ Mỹ-Trung phần nào tan băng từ tháng 10 năm 2022, nhưng nỗ lực để cải thiện mối quan hệ đã đình trệ sau vụ khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ hồi đầu tháng 2. Vào thời điểm này, thật khó để dự đoán khi nào tình hình sẽ cải thiện, nhưng chúng tôi chưa bao giờ ủng hộ đóng băng quan hệ. Chúng tôi không muốn xung đột hay trở lại mối quan hệ kiểu chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Chúng tôi cần sự ổn định hơn trong quan hệ này, Bên nói. Ông Bên nói chính sách của Mỹ trong vấn đề Đài Loan không thay đổi, kêu gọi Trung Quốc từ bỏ ý định sử dụng vũ lực đối với hòn đảo. Đại sứ Mỹ thêm rằng, nền tảng của bất kỳ quan hệ song phương nào là quan hệ kinh tế và giao lưu giữa người với người, cả khi các quốc gia cạnh tranh gay gắt. Trung Quốc hiện không có đại sứ tại Mỹ kể từ khi ông Tần Cương rời vị trí hồi tháng 12 năm 2022 để đảm nhận vị trí ngoại trưởng. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà ghế này bị bỏ trống kể từ khi hai nước này bình thường hóa quan hệ năm 1979. Tin tiếp theo, ông Sri Lanka nói không được Mỹ thông báo về vụ rò rỉ tài liệu mật.
Tổng thống Ukraine Zelensky nói ông biết vụ rò rỉ tài liệu mật Mỹ qua truyền thông không được Nhà Trắng không báo trước về sự việc. Tôi không được Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc báo tin trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn đăng trên Washington Post ngày 2 tháng 5, sự việc không có lợi cho chúng tôi, cho danh tiếng Nhà Trắng cũng như nước Mỹ. Ông Zelensky bình luận sau khi truyền thông Mỹ tháng 4 đưa tin hàng loạt tài liệu mật đã được lan truyền trên mạng xã hội và nhiều trang web suốt hàng tháng. Thông tin tình báo bị rò rỉ gồm các đánh giá của Lầu Năm Góc về chiến sự Ukraine, hoạt động tình báo của Mỹ với đối thủ lẫn đồng minh. Tổng thống Ukraine không xác nhận hay bác bỏ thông tin, cho rằng ông làm vậy đồng nghĩa xác nhận các tài liệu là thật. Giới chức Ukraine và cơ quan tình báo quân sự nước này trước đó mô tả các tài liệu rò rỉ là giả hoặc là một phần trong chiến dịch của Nga nhằm lan truyền thông tin sai lệch. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với đối tác của Ukraine về nhiều vấn đề, nhưng xin không nêu cụ thể các nội dung trao đổi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng phản hồi khi được hỏi về bình luận của ông Zelensky. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Leo Austin trước đó đã trao đổi với giới chức các đồng minh, trong đó có Ukraine, nhằm trấn an sau vụ rò rỉ tài liệu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleh Serenikov ngày 12 tháng 4 nói các tài liệu chứa cả thông tin đúng và sai sự thật về quân đội Ukraine và đánh giá thấp tác động từ sự việc. Ngày 13 tháng 4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã bắt Jack Dogan Teixeira, 24 tuổi, lính không quân thuộc vệ binh quốc gia, để điều tra liên quan vụ rò rỉ tài liệu mật, vụ điều tra hướng đến các cáo buộc đánh cắp, tàn trữ và lan truyền trái phép thông tin quốc phòng. Trong cáo trạng công bố cuối tháng 4, các công tố viên cho biết Teixeira đang đối mặt án tù 25 năm, có thể tăng nặng hơn liên quan đến các hậu quả do hành động của mình. Họ cũng đề nghị tòa không cho phép Teixeira tại ngoại do nguy cơ nghi phạm bỏ trốn và có thể được các quốc gia thù địch với Mỹ hỗ trợ. Bản tin thứ tư, cháy kho nhiên liệu của Nga. Kho nhiên liệu gần một cây cầu quan trọng ở vùng Kanoda, Tây Nam Nga, bốc cháy nhưng chưa rõ thương vong. Veniamin Kodatev, thống đốc vùng Kanoda, cho biết đám cháy bùng lên ở kho nhiên liệu thuộc làng Volna, khu hành chính Teriot, sáng 3 tháng 5. Kho nhiên liệu nằm gần cột Kherson, nối giữa Nga và bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập năm 2014. Hình ảnh trên mạng xã hội Nga cho thấy lửa và khói đen bốc lên bao trùm những thùng chứa nhiên liệu lớn có dán nhãn dễ cháy màu đỏ. Lượng khẩn cấp đang nỗ lực ngăn ngọn lửa lan rộng. Hiện chưa ghi nhận mối đe dọa nào đối với cư dân trong làng. Ông Kodatev cho biết thêm, sự việc xảy ra không lâu sau khi một máy bay không người lái UAV đốt cháy một kho nhiên liệu khác của Nga ở cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea ngày 29 tháng 4. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công. Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Nga và trên lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cuối tuần trước cho biết vì làm xíu hệ thống hậu cần của Nga là một phần cho nỗ lực phản công được mong đợi từ lâu. Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Renikov ngày 28 tháng 4 cho biết Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ đánh giá rằng chiến dịch này khó thay đổi đáng kể cục diện chiến trường và mang thêm lợi thế cho Kiev. Như thường lệ thì bản tin thứ năm cũng là bản tin cuối cùng trong chương trình video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là tin hay nhất, thú vị, hấp dẫn nhất trong ngày luôn cho mọi người. Và để biết được bản tin thứ năm là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn như thế nào, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin ngay bây giờ luôn nha. Quan chức Ukraine nêu lý do chưa bắt đầu chiến dịch phản công. Đại sứ Ukraine tại Anh nói, Kiev chưa bắt đầu chiến dịch phản công một phần do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đầu tiên, chúng tôi không báo hiệu cho phía Nga biết khi nào chúng tôi bắt đầu. Thứ hai, thời tiết hiện tại không phù hợp để xe tăng hạng nặng di chuyển. Đại sứ Ukraine tại Anh, Vadim Bystaiko trả lời phỏng vấn Sky News ngày 2 tháng 5. Ở Ukraine, mùa xuân thường lầy lội. Theo ông Bystaiko, Ukraine đã tiếp nhận 98% những gì nước này đề nghị hỗ trợ cho đợt phản công, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây tiếp tục cam kết ủng hộ Kiev. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện đợt phản công mang tính đột phá này, ông Bystaiko nói, nhưng thêm rằng mọi người đang đặt quá nhiều hy vọng vào chiến dịch. Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm nhận lại các khu vực mà Nga đang kiểm soát. Tổng thư ký NATO
Jens Stoltenberg ngày 21 tháng 4 nhận định Ukraine có thể giành lại thêm nhiều khu vực nữa trong đợt phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiyenikov ngày 28 tháng 4 cho biết Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi. Chúng tôi sẽ phản công ngay khi có ý muốn của Chúa, thời tiết thuận lợi và các chỉ huy ra quyết định, ông Zenikov nói nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Giới chức Ukraine nói rằng mục tiêu phản công là xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của Nga và khiến đối phương hỗn loạn trên diện rộng, nhưng một số quan chức Mỹ đánh giá rằng chiến dịch này khó thay đổi đáng kể cục diện chiến trường và mang thêm lợi thế cho Kiev. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner, cho rằng quân đội Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch phản công trước 15 tháng 5. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt chia sẻ, một lượt like, cũng như được đăng ký, cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo kênh của mình ra video mới nhất cả mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và cũng như là thêm video đến thời điểm này. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.